Ở đây thì hôm nay em đang có hai mẫu collagen là collagen bột của NeoCell và collagen của AEC Gold. Vậy thì trong hai sản phẩm này thì sản phẩm nào sẽ tốt hơn? Sản phẩm nào sẽ cho hiệu quả nhiều hơn? Trong hai cái sản phẩm này thì chúng ta nên dùng loại nào? Tất cả những băn khoăn này sẽ được Qua Beauty giải đáp thật cụ thể trong video ngày hôm nay. Mời các chị cùng đón xem video ạ. Như em đã nói rất nhiều trong những cái video lần trước ấy, muốn biết một cái sản phẩm nó có thực sự tốt hay không thì chúng ta sẽ phải đi so sánh về rất là nhiều khía cạnh, về nguồn gốc này, về thành phần này, về thương hiệu này, về hàm lượng của nó này và về cái hiệu quả thực tế của nó thì nó mang lại cho chúng ta như thế nào. Trước tiên thì em sẽ đi nói về nguồn gốc của hai cái sản phẩm này. NeoCell nó là một cái sản phẩm rất là nổi tiếng của tập đoàn thương hiệu NeoCell. Thì cái sản phẩm này nó đã có rất là lâu đời rồi. Các chị có thể gõ trên mạng ra tìm thấy là thương hiệu này nó có nhiều dòng collagen chứ không phải mình cái dòng một này đâu. Và collagen của AEC Gold cũng là một cái sản phẩm đến từ một công ty dược. Thực sự thì nói về cái độ hot, độ nổi tiếng thì AEC nó không thể bằng NeoCell được. Hai em này có một cái điểm tương đồng, đó là nó đều là dòng collagen được lấy từ động vật, cho nên là nó đều có cả tuyết 1 và tuyết 3. Các chị có nhìn thấy không? Đây, tuyết 1, tuyết 3 đây. AEC cũng thế này. Cả hai em này nó đều là dòng collagen thủy phân. Collagen thủy phân để mà nhận diện ấy, thì các chị sẽ nhìn giúp em, trên bao bì sẽ có chữ peptide này, hoặc là hydrolyzed collagen. Thì ở đây với dòng NeoCell thì nó sẽ có ghi đây, hydrolyzed ovine collagen, tức là collagen thủy phân từ bò này. AEC đây cũng là collagen thủy phân đây, hydrolyzed collagen. Ở đây thì hãng không công bố là collagen động vật gì, ta chỉ biết nó là được lấy từ động vật thôi. Điểm thứ hai là so sánh về thành phần. Thành phần thì nó cũng có cái điểm giống nhau, đó là đều có tuyết 1 và tuyết 3. Tuyết 1 và tuyết 3 là hai tuyết collagen chuyên bổ trợ cho da này, làm đẹp da này, chống lão hóa da này, cải thiện nếp nhăn cho da này, nói chung làm đẹp da và tóc móng. Ngoài ra thì tuyết 3 nó hỗ trợ cho cả xương khớp, gân cơ nữa. Cái điểm khác nhau giữa collagen động vật và cá là như vậy đấy ạ. Thông thường các chị thấy là collagen từ cá chỉ có tuyết 1 thôi. Tuyết 1 là chuyên hỗ trợ cho da này, tóc móng này. Còn tuyết 3 thì nó chuyên hỗ trợ cho cả xương, cả khớp, cả gân cơ. Và tuyết 3 nó còn rất là tốt cho mạch máu nữa nhé. Đối với cái dòng NeoCell bột, đây là cái sản phẩm collagen mà em thấy nó khá là chuyên sâu, bởi vì ngoài collagen ra thì nó không có thêm cái thành phần gì khác cả. Nhưng mà cái hàm lượng collagen của cái dòng NeoCell bột này các chị có thể nhìn thấy đây, 10g, 10g tương đương với 10.000mg. Cái hàm lượng nó cao dã man lắm các chị ạ. Thực sự là em thấy có rất là ít cái sản phẩm collagen mà có cái hàm lượng cao như thế này ở dạng bột, mà kể cả dạng nước cũng thế, hàm lượng rất là cao. Thực ra với bản thân em ý, khi uống collagen thì em cực kỳ thích những cái sản phẩm mà có hàm lượng collagen cao như thế này, bởi vì là hàm lượng càng cao thì càng tốt, càng giá trị, càng tăng hiệu quả cho cái việc làm đẹp da. Còn với collagen AEC thì em thấy ở đây sản phẩm này nó có này, mầm đậu nành này, 1200mg này, vitamin E này, 60 đơn vị này, C là 60mg này, vitamin A này, 3000 đơn vị này, kẽm này một chút này, selenium, astin. Những cái sản phẩm này thì nó là cái thành phần hóa học đi kèm thôi. Nhưng ở đây thấy lưu ý là có mầm đậu nành, mầm đậu nành cũng hỗ trợ cho nội tiết, E thì cũng hỗ trợ cho nội tiết. Vitamin C thì cái hàm lượng nó cũng không đáng kể, cho nên là 60mg thì nó cũng không làm được cái việc gì cả. Để mà nói tăng sinh collagen nó cũng không làm được, kích thích hấp thụ collagen thì nó cũng không làm được, bổ trợ thì cái hàm lượng này nó thấp quá, và làm trắng da thì cũng không. Nhưng mà có một cái điểm lưu ý, thành phần cơ bản của collagen AEC, tức là collagen ấy, thủy phân nó chỉ có 1200 thôi. 1200 là cái hàm lượng cực kỳ thấp, nếu như mà phân với khẩu phần một ngày 6 viên, tức là trong một viên của nó chỉ có 200mg collagen thôi các chị ạ. E với cả C hàm lượng nó thấp như thế này thì nó không bổ trợ cho da mấy này. Em giải thích một cái thắc mắc là có nhiều chị hỏi em là ở bao bì hãng có đề là 12.000mg, tức là có phải là trong một viên hay là trong một ngày có 12.000mg không? Em trả lời là hoàn toàn là không phải nhé. 12.000 này là hãng ghi như kiểu là ghi để mà hấp dẫn khách hàng ấy, chứ không phải là con số thực tế, bởi vì là đây trên tế hydrolyzed collagen nó chỉ có 1.200mg thôi, không phải là con số 12.000 như bên ngoài bao bì đâu ạ.
em nêu cell này thì hàm lượng một ngày của nó trong 2 thìa một ngày ấy, nó là 10.000 mg, tính ra thì em nó phải gấp 10 lần đấy ạ. Nói thật là khi mà đọc cái thành phần của nêu cell là em đã muốn dùng luôn rồi. Có chị nào mà uống collagen mà lại không quan tâm tới hàm lượng collagen không ạ? Không bao giờ có. Bản thân em khi bổ sung collagen cái quan tâm nhất là hàm lượng đấy ạ. Hàm lượng càng cao thì em càng thích. Em thấy mấy dòng collagen mà hàm lượng 4-5 ngàn thôi em đã thấy thích lắm rồi. Nhưng mà nhìn cái hàm lượng 10.000 mg thực sự rất là ít cái sản phẩm có hàm lượng cao thế này luôn. Hàm lượng cao thì chị em chúng mình uống thì nó mới có hiệu quả rõ ràng và nhanh được. Khi mà mua collagen thì em có một cái lưu ý các chị nhé. Khi đi mua collagen hay là khi mua bất kỳ cái sản phẩm nào thì chúng ta chỉ nên quan tâm đến cái thành phần mà chúng ta cần thôi. Ví dụ mình uống collagen thì mình chỉ cần quan tâm tới collagen nó là nguồn gốc như thế nào này, hàm lượng nó cao hay thấp. Còn những cái thành phần râu ria như là vitamin nọ, tinh chất nọ, tinh chất kia thì thực ra là bản thân em không để ý mấy, bởi vì là những cái đấy nó cũng không giúp cho da của mình đẹp hơn được nhiều. Đối với những cái dòng collagen mà có hàm lượng 5.000 mg trở lên thôi là cái giá thành nó đã rất là cao rồi. Thế nhưng lại nói về cái sản phẩm này, khi mà đọc cái hàm lượng như thế này thì chắc chắn có nhiều chứng nghiệm của cái sản phẩm này chắc là giá của nó đắt lắm. Nhưng mà thực tế là không phải các chị nhé. Em mà nói ra là các chị giật mình luôn. Nếu như mà so với hàm lượng 10.000 mg mà các chị uống sang mấy cái dòng collagen của Nhật ý, em khẳng định là không bao giờ có giá dưới 1 triệu. Ít nhất là phải từ 1.2.000, 1.3.000 trở lên đến 2 triệu. Mà nhất là đụng vào mấy cái dòng nước ý. Dòng nước mà hàm lượng 10.000 thì thôi rồi luôn. Đắt dã man luôn. Chắc là một tháng các chị phải bỏ chi phí mất tầm khoảng 2 triệu mới uống được những cái sản phẩm có hàm lượng như thế này. Thế nhưng mà em này thì sao ạ? Em này giá của nó chỉ có 600 ngàn thôi. Hơn 600 một chút. Nghe giá sốc. Sốc đúng không ạ? Đến bản thân em, lúc đầu tiên em còn không tin nữa cơ mà. Nếu như mà muốn biết lời em nói là đúng hay không ý, các chị cứ tìm hiểu kỹ đi và mua thử một hộp uống thử cho em. Với những cái sản phẩm khác thì em không dám chắc và em không bao giờ em dám là khẳng định rằng là cái hiệu quả của nó trong thời gian mình uống là một tháng nó đã có hiệu quả rồi. Nhưng mà với riêng cái dòng nail cell này, em khẳng định luôn, em cam kết với các chị luôn, chỉ cần uống sau thời gian là một tháng thôi, mà nếu như mà uống kèm với cả vitamin C nữa thì các chị sẽ thấy là cái lời em nói hoàn toàn là đúng. Da các chị thay đổi rõ ràng luôn, nó đẹp lên rõ ràng luôn. Với những cái sản phẩm collagen khác thì em thấy là phải uống tầm khoảng 2-3 tháng nó mới có được tác dụng. Các chị mới nhìn thấy da nó thay đổi, nó mở lên, nó căng lên một chút. Nhưng riêng với cái dòng nail cell này, chỉ cần sau 1 tháng uống thôi là không bao giờ phí tiền, không bao giờ mất thời gian khi mà dùng nó luôn. Mà đã dùng cái dòng này rồi thì không bao giờ muốn dùng sang dòng khác luôn. Bởi vì thứ nhất là chi phí hợp lý, mà lại hiệu quả cao, lại dễ uống, không tăng cân. Mà cái sản phẩm này uống không có cái kiểu là khó khăn hay là lách cách gì đâu các chị nhé. Bởi vì hàm lượng nó cao lắm rồi, cho nên là một ngày mình chỉ uống một lần thôi. Và cách sử dụng của nó cực kỳ đơn giản luôn. Nó cũng đơn giản không kém dạng viên đâu. Bởi vì là dạng viên thì một ngày mình phải uống nhiều lần, nhiều viên. Nhưng mà riêng cái dòng này mình uống một lần thôi. Vì hàm lượng nó cao cho nên chỉ cần uống duy nhất một lần tối trước khi đi ngủ. Lấy 2 thìa có trong cái lọ này luôn. Mình pha cái nước, quấy cho nó tan đều lên rồi mình uống thôi. Rất là đơn giản. AIC và sau khi uống 3 hộp, tức là 3 tháng nhé. Một hộp này mình sẽ uống được 1 tháng này. Sau khi uống được 3 hộp này thì em thấy da của mình cũng có cải thiện chút chút. Tức là nó có mịn lên, nhưng nó không căng, không đẹp, không bóng. Và nó không trắng như là khi mà em uống cái dòng nail cell này. Về cái hiệu quả thực tế sau 3 tháng thì nó chỉ thay đổi một chút. Chốt lại thì sau khi mà em so sánh hai dòng collagen này thì các chị đã biết là mình nên uống dòng nào rồi đúng không ạ? Đương nhiên là nail cell 1 rồi. Cảm ơn các chị đã theo dõi video của em. Và nếu như mà cần tư vấn về các giải pháp làm đẹp hoặc là cần tư vấn về các biện pháp trẻ hóa da thì các chị có thể liên hệ trực tiếp qua bên em. Số điện thoại của em là 0985229900. Hoặc các chị có thể tham gia vào cộng đồng Facebook ở bên dưới đường link video này, hoặc là tham gia vào Zalo, group Zalo của bên em, để chúng ta có thể học hỏi và trao đổi những cái kinh nghiệm làm đẹp của nhau nhé. Nhớ là nếu như mà yêu thích em thì đừng quên ấn cho em một like video, một theo dõi kênh của em và một chia sẻ kênh của em nha. Ấn vào quả chuông để theo dõi những cái video mới nhất của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.